Ngày 7 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ đối tượng Phạm Viết Trung, sinh năm 1995 ở Hoa Lư, Ninh Bình, thuê căn hộ tại tòa nhà 251 Vũ Tông Phan ở phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội để mở văn phòng. Đồng thời thuê 21 đối tượng để lập các fanpage có hình ảnh logo của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 103 nhằm thu hút những người bệnh có nhu cầu tìm hiểu chữa bệnh để lại thông tin cá nhân. Sau đó, các đối tượng sẽ gọi điện và tự xưng là bác sĩ của hai bệnh viện nêu trên để tư vấn và mời chào mua các liệu trình điều trị bệnh tiểu đường, huyết áp mà các đối tượng này quảng cáo là sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng độc quyền do hai bệnh viện trên điều chế, sản xuất. Tuy nhiên thực tế, các đối tượng đặt mua lại các sản phẩm của các hộ kinh doanh thuốc đông y ở huyện Ba Vì, Hà Nội, rồi lừa bán với giá cao hơn gấp nhiều lần giá nhập vào. Từ tháng 5 năm 2022 đến nay, Trung và đồng bọn đã chiếm đoạt tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc, trong đó có nhiều bị hại ở Bắc Ninh. Cơ quan công an cũng đưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục đấu tranh mở rộng.